Welcome tất cả anh em trở lại kênh DHVG của mình hôm nay. Lại tiếp tục với game 3Q Chiến Sư thì video mình sẽ cho anh em xem chú Linh trang bị tăng nhiều lực chiến như thế nào. Trước khi vào soi chú Linh thì mình lượn qua lễ hội mùa thu. Ngày hôm qua hạc này là bạn lạp gần 32 triệu kim phiếu, cứ cho là 3 triệu đi. Để ước nguyện bạn vẫn chọn trang bị. Đây thích lạp này. 56 triệu 2. 32 này. 42. 52. Tức là hôm nay bạn lạp thêm 24 triệu kim phiếu. Anh em thấy phê không? Quả đăng nhập này. Hành trình này. Hành trình ngày mai là xong mốc 40. Được thêm 10 vé quay. Mình nhớ arc của mình là còn 7 lần nữa là sẽ xong bảo hiểm ước nguyện. Quả giá trị thì bạn mắc từ ngày đầu. Hoàn trả vàng cũng vậy. Đây đổi tướng này. Mình nhớ bảo vật cộng với trang bị là đổi từ hôm qua. Vàng cũng vậy. Một vé kim cũng vậy. Đây ngày mai bạn đổi 7 lần đồ giám tướng. 200 lúa được 100 đồ giám. Tức là tương đương với 2.000 vàng. Ngày mai là mắc đồ giám này. Xong chắc bạn sẽ đổi cái vé quay vũ khí. Mình nhớ vũ khí này còn 2 ngày nữa hết sự kiện. Không biết là sau sự kiện vũ khí nó đến sự kiện gì, hoặc là không có sự kiện gì cả. Mà mình vẫn mong là quá mê. Nếu mà có anh em cày tích là sẽ mượt hơn khá nhiều. Để nó trong phần phúc lợi. Thiên giáng thần binh. Còn 2 ngày 1 giờ nữa. Tức là hôm nay là ngày 12. Mình nhớ là ngày 13 nó thêm tính năng gì nhỉ? 13 thêm này, 15 cũng thêm này. Được cái là game này mình thấy tính năng khá nhiều. Nhưng mà lúc đầu nó sẽ không mở luôn. Mà nó mở từng ngày một. Game mở nhà mình thấy khá là hợp lý. Game mở không ra tính năng thì chắc chắn là chán rồi. Về sau không ra lứa là chán tập thể luôn. Nhưng mà nếu mà nó ra luôn từ đầu thì anh em chơi rất mệt luôn. Tính ra như này là ok. Còn gì không nhỉ? Còn về lực chiến thì ngày 12 đã lên 227 triệu lực chiến. Giờ mở xả vàng chắc thêm được mấy triệu nữa. Để cho anh em xem thực tế luôn. Đêm nay bạn nên được vũ khí 8 sao này, hôm qua là 7 sao. Mình không nhớ là mốc bao nhiêu nhỉ? Chú Linh này. Đây, 32 cục tốn 1K6. Một cục là tốn 50. Đây, mình chú Linh cho em xem nhé. Dùng vàng này em ơi. Một phát. 61K. Tiếp tục này. 61K. Đây. Đây bậc này cần 17 mảnh trang bị em ơi. Anh em chú ý nhá. Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đấy? 354K sao nhỉ? Cái chắc là tí quay xong video mình xem lại. Nói trôi nhanh quá em ơi. Mình nhớ nhầm là 350 mấy k. Đây lực chiến vẫn 227 triệu. Chắc đúng rồi em ơi. Giờ mình sẽ thử trùng sinh trang bị xuống xem nó tăng nhiều như nào. Đây trang bị này. Cớ luôn em ơi. 227 triệu. Xuống 190. Đây cho anh em xem lên 8 sao. Tốn nhiều như nào. Đây trùng sinh trang bị này. Chọn luôn. 661 mảnh trang bị. 4.488 đá chú Linh. Anh em đề căng không? À quên quên quên. Chú Linh vũ khí ngoài tăng công ra thì nó tăng thêm toàn tim nữa. Đây tăng thêm công 2.824K. Tất cả công 706K. 706K. Đây chú Du 7 sao. 604K. 604. 706. Tức là tăng thêm 1 triệu 3 công toàn team. Anh em thấy nhiều không? Rất là nhiều luôn. Đây nha. Chu Du công 22.563K. 22 triệu dưới này. Táo luôn. 22 triệu dưới. Xuống 17 triệu 7. 18, 19, 20, 21, 22. Giảm gần 5.000K công. Tức là gần 5 triệu công. Anh em thấy nhiều không? Mà vũ khí nó tăng thêm bao nhiêu? Nó tăng thêm 700k. 700k thực tế là gần 5 triệu công. Đấy là tất cả em ơi. Còn là chưa tính tăng cho quan vũ. Hiện tại quan vũ công
10.518k lên 26k luôn. Giờ chắc mình xé trùng sinh rồi mình lâng hết mấy cái kia, rồi mình lâng chú linh cho em xem nó tăng nhiều như nào. Trùng sinh này, game này được cái trùng sinh free em ơi. Trang bị này, đây ghép một cái mày lên luôn. Ok, giờ mình sẽ lưng mấy cái kia rồi mình lưng chú linh. Đầu tiên là cường hóa này, mình sẽ tính tổng con đi. 20, 40, 60, 80, 100, 130, 160, 190, 204, 208, 302, 306, 400, 400 dưới, 500, 550k. Tính ra nếu mà lưng cả set là tầm 1 triệu chiến. Không bao nhiêu anh em ơi. Ok, xong rồi cường hóa này. Tiếp đến là tinh luyện 61k này. Để lên bậc đại sư. Tăng thêm 71. Tính ra cũng không nhiều nhỉ. 87 này, 100 này. Đấy, lên cao tăng được nhiều hơn. 130 này, 64, 106 này. Con đá từ đầu được bao nhiêu nhỉ? 106, 103. Đồ mình xem hiện tại được chiến 193 triệu. 193 triệu này. Quên mất em ơi. Tại vì cái tinh nhuệ này được chiến nó không đồng đều nên là tính hơi khó. Con xem lại được chiến tự dưng quên 193. 93 triệu phải không? 93 triệu này. Xem mà từ 10 lên 16 tăng thêm bao nhiêu? 11 này, 12, 189k, 214k, 240k, 93 lên 94. Chắc là tính ra tăng thêm tầm gần 2 triệu thôi, không nhiều. Đấy, tiếp đến là Điêu Văn em ơi. Đây em chú ý nhá. Lên luôn này, 400k cộng 400 là 800, 460 cứ cho 1,3 triệu đi. Ủa khoan á, gần 900k hả? 1,3 triệu cộng với 900 là 2,2 triệu. 2,2 triệu này, 920 là 3,1 triệu này. 3,1 triệu, 4,1 triệu, 5 triệu dưới, 7 triệu. Này chắc được thêm 2 triệu em ơi. Vẫn là triệu dưới. 8 triệu dưới, cứ cho là 8 triệu 6 đi. 8 triệu 6 này. Tăng thêm 800 lứa là 9 triệu 4. À khoan á, chắc mình sẽ lưng cái rẻ lên nhở. Hay lưng thẳng vũ khí nhở. Ồ, chắc mình sẽ lên full bộ đi. 9 triệu 4 phải không? 9 triệu 4 này. Tại vì về sau lên cao ấy, anh em lưng đèo lên nó tăng thêm tất cả thuộc tính 3%. Còn là vũ khí nó chỉ tăng công thôi. Bao nhiêu nhở? 9 hiệu 4 phải không? Đây anh em chú ý này, 9 hiệu 4 thêm 1 triệu 6 lứa là tổng cộng tăng thêm 11 triệu. Phải không nhở? Thôi cứ cho là đúng đi. Đây tăng thêm 11 triệu. Đây vừa tròn bộ thương ưng em ơi, 11 triệu. Đây công an vũ 13.303, tức là 13 triệu công. Đây anh em chú ý lực chiến này, 205 triệu phải không? 205 triệu. Bây giờ mình sẽ lưng chú linh cho anh em xem nó tăng nhiều như nào. Đây mình sẽ tăng nhanh đi. 5.000. 5.000 này chắc chắn là mình sẽ không tính gộp rồi ấy. Giờ mình cứ lưng lên xong rồi ra tính tổng. À khoan á, 205. Anh em nhớ nhá, 205 triệu. Tí chú linh xong lại quên luôn là từ bao nhiêu. Đây mình sẽ click nhanh đi. 205 triệu này. Đấy mong mẹ được 30k này. Đấy lúc đầu nó tăng thêm không nhiều, nhưng mà càng về sau tăng càng nhiều. À quên, chắc mình tắt cái thùng vàng đi. Tí không ý lại dùng hết sạch vàng em ơi. Mấy ông nhỏ nó sẽ tăng công thường, còn cái bậc cuối thì nó sẽ tăng toàn bộ công. Đây tất cả công từ 17k lên 20k này. Lên luôn em ơi.
500k được chiến. Đấy, vừa lên 1 sao. 1 sao tăng thêm 3% công. Bây giờ một bậc lên 10k rồi. 10k này. Bậc cuối 62k. Ơ khoan đã. Vừa lên 1 sao tăng bao nhiêu nhỉ? 500 hay 600 mình không nhớ em ơi. Tầm tầm đấy. Đây bậc nhỏ vẫn là 10k. Bốc cuối là hơn 60k. Mình lưng nhanh đi. 13,78 này. Vẫn là 13,78. Đây chuẩn bị đến mốc lên sao mày. Nó sẽ có 2, 4, 6, 8, 8 mốc. Đây anh em chú ý này. Mình nhớ lên 1 sao tăng thêm hơn 500k thì phải nhờ. Đây xe mày à em ơi. Bao nhiêu nhờ? Đâu chưa rồi không để ý em ơi. Tí quay xong video mình soi lại vậy. Bây giờ mình sẽ nâng nhanh đi. Đây đến bậc này thì bậc nhỏ tăng thêm 16k9. Bậc lớn tăng thêm gần 100k. Nói chung là càng lên cao tăng cả nhớ mày. Lên luôn này. Vẫn là 97k mức cuối. 20k 118k rồi. Đây lên 118k rồi em ơi. 118k. Đây mức cuối mày. Chú ý nhá. Xem bao nhiêu. Bao nhiêu đây. 600k em ơi. 621k. 3 sao này. 24k 138k mốc cuối. Vẫn là 138k mốc cuối. Vẫn là 138k. Vẫn là 138k. Đều như vắt chanh thôi em ơi. Đã lên 156k rồi. 1, 2, 3, 4. Mốc thứ 5. 159k này. 159k tiếp. Đây lên sao em ơi. Lên sao bao nhiêu đây. 685. Bây giờ mốc nhỏ là 31k. Mốc cuối là 180k. Vẫn là 180k. 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 Không nhầm thì mốc này nó sẽ được nhiều hơn. Bao nhiêu đây? 200k mày, 200k. Kiểu như là bốn nhánh nó tăng thêm một bậc em ơi. Vẫn là 200k này. Đây lên sao? Lần này chắc được thêm 730k. Tầm đấy em ơi. 730k. 756k. Hơn dự đoán 26k em ơi. Đây bậc nhỏ 38k này. 38k. 38k mốc cuối là 228k. Phải 228 nhỉ? À 223 thì phải. Đúng rồi 223. 223. Đến bậc 5 là nó sẽ tăng nhiều hơn. 223k phải không? Ô lag ghê nhỉ? Tự dưng lag em ơi. 244k. Lên luôn này 244. 244k tiếp. Để xem mốc cuối được bao nhiêu. 834k. Bây giờ mốc nhỏ được 46k. Đấy mốc cuối 267k. Đấy 4 mốc đầu nó hao hao nhau. Nó chỉ chênh một tí thôi. 267k này. Đây từ bậc 5 thì nó sẽ được nhiều hơn. Bao nhiêu đây? 288k. Vẫn là 288. Đây mốc lên sao này. 800k. 900k em ơi. 918k. Đấy đã lên 7 sao rồi. Tức là còn 1 sao nữa. Đây mốc nhỏ 53k. Mốc cuối 316k xong nhỉ? À 312k. 312k này. 312k này. Đây đến bậc 5 nó sẽ được nhiều hơn. Chắc tầm 334k. 333k. Đoán chệch 1k em ơi. Đây 333k này. Lên luôn này. Chuẩn bị lên mốc 8 sao. 1 triệu lục chiến này. Rồi hết rồi em ơi. Chú Linh trang bị này nó tăng rất là nhiều lục chiến.
Quan trọng là anh em dồn chú linh vũ khí thì nó sẽ tăng công lên cực kỳ nhiều luôn. Mà game này công rất là quan trọng, nhất là thủ tháp. Kể cả anh em PK66 công cao vẫn được. Tại vì về sau anh em có dồn thủ cũng chưa chắc đã chịu được mấy cái năng của địch đâu. Nên là anh em cứ lên full công cho mình là ngon nhất. Lúc lưng là 205 triệu. Bây giờ tại là lên 229 triệu em ơi. Tức là chú linh tăng thêm 24 triệu. Tính ra game này chú linh cộng với điêu văn tăng nhiều lục chiến thật sự luôn anh em ơi. Đây công lại về 26.000k. Tức là hơn 26 triệu. Còn về bảo vật hiện tại thức tỉnh đã lên tầng 2 em ơi. Trang bị là chú linh, còn bảo vật là thức tỉnh. Đây đang tầng 2 này. Bảo vật thì không như chú linh trang bị, anh em sẽ không được dùng vàng để nâng cấp. Cuối ô cho mình vào test time em ơi. Cho anh em xem chú Du nó bái nào. Đây soi qua chú Du cộng với quan vú cho anh em xem. Đây là ruột mắc quan vú 54.000k. Công 26.000k. Đây chú Du công 22.000k. Gần 23.000. Còn lực chiến 42.000k. Tức là 42 triệu. Chênh 12 triệu lực chiến so với quan vú. Còn về công thì chênh 3 triệu 2. Ok, giờ mình sẽ vào đánh tháp đi. Bây giờ tại đang tầng 645. Qua không? Qua rồi em ơi. Một phát qua luôn. Đây anh em xem chu du cộng với quan vú nó chém phê như nào. Về tướng kim thì anh em chú ý cho mình quan vú cộng với chu du. Nếu mà về sau ấy, game cho kiếm nhiều mảnh vạn lăng cộng với anh em có chu du, thì mình thấy anh em dồn là chu du nó xém gần hơn. Xong về sau lứa nếu mà không có tứ là ngon thì anh em mới dồn quan vú. Đấy anh em thấy không, một chém một hàng em ơi, một chém một hàng. Đây anh em xem tổng sát thương này, anh em thấy gì chưa? Quan vú chém 442 triệu, chu du chém 2 lần 935 triệu. Đây còn là tiểu kiều đêm chỉ có 137 triệu thôi, mà con này đêm ao em ơi. Đêm AoE thì chắc chắn là sát thương tổng nó sẽ nhiều hơn mấy con đêm đơn, đêm hàng dọc. Tiếp nha em ơi, tiếp nhá. Đây trận này mình sẽ bỏ qua nhanh này. Lên luôn. Dữ liệu này. Bấn vậy em ơi. 505 triệu quan vú và 871 triệu chu du. Mặc dù chu du không thấp hơn, nhưng mà sát thương nó cao hơn. Đây trận này thua em ơi. Có lên không? Lại win. Lên là lên luôn. Lang em ơi, lên luôn em ơi, lên TV. Đây Hương Béo đã vượt tháp tầng 650. Giờ trang bị dư rồi. Ok, kẹt tháp 665 em ơi. Neo được đô trục tầng. Lên luôn em ơi. Ơ khoan á, trận này chỉ có tướng đỏ ấy à? Đúng rồi, trận này chỉ có tướng đỏ thôi. Trận này có thua không nhỉ? Lúc khiêu chiến mình không để ý cái cột xem có qua ải không. Giờ này chắc phải giấu quan vú đi. Để mình sẽ cho quan vú vị trí cuối đi. Để Tào Tháo cho đầu. Lên luôn. Không biết giờ xài pháp chính được không nhỉ? Mà pháp chính bạn vẫn chưa có vũ khí độc quyền 6 sao. À nhầm 5 sao. Nếu mà có khéo khi mình cũng test đấy. Turn us to thousands.
Tính ra ải này spam hay lên khéo khi cũng qua. Để mình xem lại trận cú nhá. Lưu này. Lên ông, lên em ơi. Ôi ôi, 1,1 tỷ đêm em ơi. 1 tỷ 121 triệu. Quan vũ đêm 624. Anh em thấy Chu Du BK phê không? Quá phê luôn. Đây em cày về sau mà có Chu Du thì chú ý của mình. 50 mảnh và lăng cam mày anh nhầm. Đỏ này. Giờ chắc mình sẽ test chiến trường vô tận đi. Chiến trường vô tận thì Chu Du đi cũng được. Mở map Chu Du cũng ngon. Chiến trường vô tận này chắc chắn ngon nhất là Lữ Bố rồi. Lữ Bố cộng với Tào Tháo anh em chú ý dùng kỹ năng 4. Ơ khoan á. Đi chiến trường vô tận này anh em cố gắng tích lộ từ trận trước. Như thế anh em đánh bố nó sẽ mượt hơn. 2000 years later. Ở đây nó không ghi tầng nhở. Hình như là 98 ấy phải ấy. Chắc mình đánh đốt hai tầng nữa cho full 100 đi. Đấy anh em chú ý Lữ Bố nhá. Đấy. Chỉ cần Lữ Bố dùng kỹ năng thôi. Là mấy con bên dưới ấy. Đêm nó rút đi khá nhiều. Quan Vũ dồn là nhiều lên là đêm nó to em ơi. Tính ra Quan Vũ đi cái chiến trường vô tận này ngon hơn Chu Du. À mà cũng chưa chắc. Nếu mà Chu Du dùng kỹ năng. À quên, Quan Vũ cũng chưa dùng nhở. Thế tính ra Quan Vũ đi chiến trường vô tận này ngon hơn Chu Du một bậc. Cái tầng 99 này mình sẽ đi lốt 100 tầng rồi mình đi map cho em xem. Ok, trận là cuối. Trận này mình phải chín tay em ơi. Kể cả lực chiến cao thì vẫn phải chín tay tại vì bốt nó rất là trâu. Đầy lá bố này. Bụt lốc này. Ngựa dây xéo này. Chu Du này. Lữ Bố chém luôn này. Đấy Quan Vũ lốc luôn em ơi. Lên luôn. Tiểu Kiều lốc này. Đầy đến. Trương Liêu một xoáy này. À, Ngân Bình xài kỹ năng luôn này. Tào Tháo. Kỹ năng 4. Tay dài luôn này. Phá kỹ năng luôn này. Trương Liêu một bổ không có nhiều. Vũ Ca một chém này. Đây chú Du em ơi. Một xiên này. Phá kỹ năng luôn này. Một bổ không có nhiều. Còn 5 giây. Mà bot còn có mấy phần trăm. Win rồi em ơi. Một quẹt này qua luôn. Khá easy, vẫn còn 3-7 giây. Mà kỹ năng vẫn chưa xài hết em ơi. Vẫn chưa xài hết. Đây ok xong nhá. Xong cái tầng hiệu ý. Giờ lên tướng quân. Xong tướng quân là sẽ đến tầng cuối vô tận. Không biết về sau còn được không nhở. Để test luôn ải mới nhất đi. Lực chiến vượt nhanh 344 triệu. Lên luôn anh em ơi. Hình như video trước mình cũng test ải này thì phải nhờ. Vậy vẫn xài trận cũ đi. Alo cho. Ở đây đi. Đây lên luôn em ơi. Mình nhớ ngày hôm qua chém bốt không xin nhê luôn. Nên này chắc chắn là mình chỉnh tay rồi. Phá được kỹ năng không? Không phá được. Lốc tiểu kiều này. Quan Vũ à, đợi bốt ra chém một thẻ em ơi. Đây, Ngân Bình dùng luôn kỹ năng bốc lộ này. Một chém luôn này. Đến Tiểu Kiều. Khóa 11 mục tiêu, lên luôn. Tiếp tục đến Chu Du. 10 mục tiêu. Phi luôn này. Đến 120 triệu. Để Chu Du đáng top 2. Mình nhớ bình thường Hồng Nhan ở bên này nhở. Vướng thế nhở. Ở qua đi. 10 mục tiêu, lên luôn này. Đây, Lữ Bố có kỹ năng rồi. Xả luôn. Quan Vũ này. Lên luôn. Chu Du. Lối tiếp. Ngân Bình bút lộ. Tào Tháo.
lộ cái lăng bố này, lại đến tiểu kiều, xong lại đến vú ca. Đây khóa 8 mục tiêu mắc rồi, lên luôn này. Nếu bố vẫn chưa hồi kỹ năng 4, đến Chu Du này, một xiên này, tiểu kiều xiên tiếp này. Thế ghê, quan vú chém không tới, lữ bố cũng vậy này. Biết thế mình dùng luôn kỹ năng em ơi, ngân bình này vẫn không được, dùng luôn kỹ năng vẫn chém tới nhưng mà không có con khoái mày. Đây vẫn còn hơn 40%. Ủa quan vú đêm to nhất em ơi. Đây quan vú đêm hơn 1 tỷ. Lữ bố 865 triệu. Chu Du 565. Kiều 282. Táo 277. Đây ngân bình chỉ có 274 thôi. Chà thay ngân bình đi. Đây chắc mình sẽ cho tả từ vào thay ngân bình. Ngân bình giờ không có đồ nên là đêm nó thoạt khá nhiều em ơi. Còn 8 hơn là không xài ngân bình em ơi. Ngân bình đêm còn 40%, xài tả từ vào đêm vẫn còn 70%. Sao chơi nhiều thế nhở. Quan vú vẫn hơn tỷ này. Đây tả từ 188 triệu. À chắc khéo khi ngân bình nó chém bốt nhà sát thương nó không nhiều. Mấy tầng này thì tối ưu vẫn qua được nhưng mà không được 3 sao. Tính ra hiện tại bây giờ ngân bình vẫn cứ ngoài mây. Đấy bây giờ anh em chú ý cho mình mấy cái bản đấy. Thôi ok, mình xin dừng video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.